Ở đây có một cái câu tương đối ngắn thôi. Em chào anh Tuấn Lê, em năm nay 36 tuổi, cũng đã kết hôn được 12 năm rồi. Và hôn nhân thì khá dài nhưng mà câu hỏi thì lại ngắn. Nhưng ông xã em 4 năm nay, ông xã em có mối quan hệ ngoài luồng. Lúc trước còn đau, còn giấu, trời biết không có giấu, mình tưởng còn đau. Sau thì công khai luôn. Về hành hạ em và con không ra gì, xúc phạm em không nói. Đỉnh điểm còn xúc phạm đến bố mẹ em nữa. Bạn biết không có dấu cho nên đọc hơi khó. Nhưng em nhịn nhục cũng không đánh ghen. Và trong lúc tình thất tụt dốc, tinh thần tụt dốc, em có quen một người anh này cũng có gia đình. Rồi như nhưng rồi có gia đình rồi. Trời ơi, tự nhiên dấu chấm khơi khơi vậy. Cũng có gia đình rồi nhưng chưa có con. Muốn cho em một lời khuyên nên làm như thế nào với anh ơi? Em cảm ơn anh nhiều. Em 36, kết hôn 12 năm. Thường các bạn khi các bạn hôn nhân mà các bạn kết hôn sớm á, tuổi 24 thực ra hơi sớm. Anh không biết người đàn ông bao nhiêu không, nhưng mà anh đoán là người đàn ông cơ cỡ tuổi em. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á là anh ta có quan hệ ngoài luồng và anh ta công khai. Hay em ơi, khi mà muốn chỉnh sửa một cái hôn nhân mà tách ra hai việc đi, việc cái hôn nhân của em và việc một người đàn ông khác, em đừng bao giờ pha hai cái đó lại nha. Em mà pha cái đó lại là chết luôn đó. Tại vì sao? Nếu mà bây giờ em đến với người đàn ông đó thì ngay lập tức anh ta sẽ nói cô chính là cái người đàn bà lăng loàn hư hỏng, có chồng mà lại đi quan hệ với người đàn ông khác, không thể chấp nhận được, tôi không thể chấp nhận được, xã hội này không thể chấp nhận được. Và hình như là xã hội sẽ thuận hơn anh ta, thuận theo anh ta hơn là thuận theo em. Tại vì ở trong xã hội chúng ta vẫn nghĩ là một người đàn đàn bà ngoại tình nó xấu hơn một người đàn ông ngoại tình. Qua trên thực tế thì chẳng ai xấu hơn ai cả. Nhưng mà xã hội có vẻ đi theo hướng đó. Và để bảo vệ cho em trong cái mối quan hệ này á, thì nếu như mà em có muốn tới với một người đàn ông khác thì em phải làm hai việc sau đây trước khi em tới với người đàn ông đó. Thứ nhất là em phải dứt điểm được cái hôn nhân đầu cái đã. Tức là em phải trở về tình trạng độc thân. Thứ hai là em phải cân bằng lại, tức là không còn đau khổ, không còn bị ảnh hưởng bởi cái hôn nhân đó, rồi sau đó em mới tới bất cứ một người đàn ông nào khác. Em làm như vậy thì thứ nhất á là em sẽ ở trong một cái trạng thái đúng hơn để đón nhận cảm giác đúng hơn, không bị phụ thuộc, không bị sai. Và cái nữa nè là cái người đàn ông kia đó, cái người đàn ông mới sau này đến với em, họ sẽ có sự tôn trọng em hơn và dẫn tới cái việc cái tình yêu của em nó sẽ đi đúng hướng hơn. Còn nếu như mà em không có ly dị ông này, em ngã vào lòng một người đàn ông khác, anh ta sẽ coi em giá trị thấp. Anh ta sẽ coi em như một người phụ nữ ngoại tình dễ dàng sa ngã vào tay người khác và em sẽ nhanh chóng trở thành một cái người nạn nhân thứ hai đau đớn hơn cái mối tình đầu, và nó làm cho em cái cảm giác tự trọng nó tụt xuống kinh khủng luôn á. Là tại người đàn ông nào cũng bỏ mình hết trơn, nên em không nên làm điều đó. Hoặc là cho dù em ngưng với người đàn ông kia mà em vẫn còn đang đau đớn, còn khổ sở, và em dùng cái người đàn ông này giống như một cái chỗ dựa, là giống như là em đang bị chao đảo, em đang sắp té, em chụp được anh, em nắm anh vậy đó. À, giống như đang chết đuối mà thấy được cái cây bụp vô, lôi vô luôn. Thì cái người đàn ông đó cũng không có cảm giác là em là cái người phụ nữ mà anh ta muốn. Em không em Anh ta không có chinh phục em, mà là em chỉ là em đến một cách dễ dàng vì em đang bị đau đớn. Và như anh có giải thích nhiều lần rồi, nếu mà em đến với người đàn ông đó một cách dễ dàng, em bị đau đớn, em là một người phụ nữ đau đớn đã là một cái hình ảnh không đẹp rồi. Rồi em lại đến anh ta quá dễ dàng và em có vẻ dựa dẫm vào anh ta không có cái gì để chinh phục. Do đó cảm giác yêu anh ta nó không xây lên được, dẫn tới việc là em sẽ bị hư cái lần thứ hai luôn. Ok? Do đó là em phải làm hai bước mà anh nói, dứt hẳn cái mối quan hệ trước, thăng bằng lại, rồi mới đến một mối quan hệ sau. Có thể là 1, 2, 3, 6 tháng tới lúc em thăng bằng rồi em đến với mối quan hệ sau, thì lúc đó em mới đạt được cái hạnh phúc của em. Tuy nhiên quay lại cái mối quan hệ trước đó của em với ông chồng, cái việc anh ta ngoại tình như anh nói, nó không phải là nguyên nhân của tan vỡ hạnh phúc. Nó là triệu chứng, nó là những cái dấu hiệu thể hiện là bên trong cái hôn nhân bản chất nó đã hư rồi. Em thấy không? Em cũng đang muốn ngoại tình đó. Thực ra là em gần như về mặt chất bên trong là em đã ngoại tình rồi, tại vì em đã yêu một người đàn ông khác. Ok, và anh không nói ra cái tính phán xét, anh chỉ cho em thấy là anh ta ngoại tình với một cô gái khác cũng giống như là em đang gieo tình cảm người đàn ông khác, không có khác gì nhau cả, nó chỉ khác về thời điểm thôi. Và mình không thể nào nói là tại vì anh ta quan hệ với cô gái khác mà dẫn em tới việc muốn quan hệ với người đàn ông khác. Không phải, là vì bản chất cái hôn nhân của em và anh ta, cái connection nó đã mất rồi.
những cái nhu cầu trong hôn nhân không được thỏa mãn. Và vì những cái nhu cầu đó không được thỏa mãn, mình sẽ có thiên hướng tìm thấy nó ở bên ngoài. Chính vì vậy cho nên mình mới có tình cảm người đàn ông khác. Do đó ở đây em và anh ta không có ai gọi là đúng cả, cả ai đều có cái đó. Nhưng mà có cái là người đàn ông thì người ta nhanh hơn, và em với anh ta đều y chang nhau. Về mức độ có khác, về thời điểm có khác, nhưng mà về bản chất như nhau. Đó, anh muốn đưa cái đó để cho em thấy được, để em hiểu được là cái bản chất của hôn nhân á, em hiểu được tại sao anh ta ngoại tình là cũng giống như em thôi, là vì cái hôn nhân của em nó bị hư. Mà bây giờ muốn sửa hôn nhân, anh nói thật nha, anh không thể ngồi ở đây mà giúp em sửa được hôn nhân. Anh chỉ có thể chỉ em những cái cơ bản thôi, là tại vì em biết các bạn apprentice ở trong cái chương trình apprentice mà anh hướng dẫn là họ học lý thuyết này là 5 tháng, tháng 1, 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, thì tháng 4 về Việt Nam mất điền tháng, tháng 6 họ học này 4 tháng mấy, họ bắt đầu họ thực hành, họ tư vấn thật những cái người khách hàng thật, họ tư vấn những cái ca hôn nhân mà tới 3 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa xong, và nó còn có thể vài cả chục tiếng đồng hồ nữa không biết. Nó có nhiều thứ phải làm lắm và nhiều thứ phải biết lắm. Nhưng mà anh có thể hướng dẫn của em qua cái livestream, anh có thể chỉ em những cái hướng. Thứ nhất là phải tìm được cái nguyên nhân, và nó có những cái khối nguyên nhân về những cái nhu cầu, cái góc nhìn, những cái nhu cầu trong hôn nhân phải có mà nó chưa được thỏa mãn. Thứ hai là cái ngôn ngữ tình cảm giữa hai người, các bạn chưa hiểu cái ngôn ngữ của nhau. Ở trong tình yêu á, nó có ngôn ngữ của nó, giống như là một người nói tiếng Pháp, người nói tiếng Anh, hai người không có hiểu nhau. Ok, rồi thứ ba đó nè, là cái connection của em với ông chồng được tạo ra, thì nó có những cái nhóm hành xử nó tạo ra connection. Và trong tất cả những cái nhóm hành xử như gia đình ở bên nội bên ngoại, cái cách hai người nói chuyện với nhau, cái cách hai người ra một cái quyết định, cái việc chăm sóc con cái, cái việc về tài chính, cái việc về xã hội, khi mà muốn đưa cái ý mình ra cho người ta chấp nhận, khi cãi nhau thôi, thì cái nhóm đó chúng ta có biết cái cách hành xử làm sao để mà xây cái connection nó mạnh lên không? Rồi những cái nhóm hành xử để tạo ra cái cảm giác thân mật, cái cảm giác lãng mạn, nó có nhiều thứ trong đó. Và chúng ta đã biết cái đó để mà làm chưa? Giả sử như anh hỏi em nha, tụi em có những cái hành hành động gì hàng ngày dành cho nhau? Đó là một cái dạng câu hỏi dành cho nhau, dành cho nhau nha, chứ không phải là ngồi ăn cơm chung rồi bật tivi lên ngồi ăn. Cái đó mới dành cho nhau. Dành cho nhau là giả sử nè, hai vợ chồng ngồi trên cái salon, con cái nó học xong nó đi ngủ, tắt cái tivi, cất cái điện thoại qua một bên, hai người ngồi trên salon và dành cái thời gian cho nhau, nói cái gì đó không biết, rờ rẫm thở hết gì đó không biết, hay là nói chuyện với nhau hay ôm nhau, nó là dành cho nhau, hay nói những cái câu chuyện với nhau mà nó tạo ra cái sự gắn bó, cái connection, cái sự gắn bó, thì lúc đó là bạn dành cho nhau. Thì anh hỏi em nè, hai vợ chồng có những cái gì gọi là dành cho nhau, thường xuyên hay là lâu lâu một lần, như thế nào? Có những cái buổi nào hai vợ chồng đi ăn chè mà ngồi với nhau không? Như đầu livestream anh có nói, khi mà anh Điên anh đút cái đồ ăn cho chị Dung và chị Dung gắp mì đắp cho anh Điên, đó là cái thời gian họ dành cho nhau. Bởi vậy cho nên có một bạn nói là anh ơi, tại sao em nhìn thấy nó hơi kỳ kỳ, nó hơi giả giả sao á, thì anh Điên anh có trả lời á, anh nói là khi nào em làm cái đó cho những cái người em yêu thương á, thì em sẽ thấy là cái cảm giác nó rất là thật. Đó là cái thời gian dành cho nhau. Và những cái người họ yêu nhau tha thiết, họ làm được cái điều đó, họ hiểu được cái điều đó. Tụi em đã làm gì ở trong một cái góc nhỏ đó thôi, nó còn nhiều thứ nữa đúng không? Đương nhiên nó không có phức tạp mà khó như các bạn nghĩ đâu. Nó chỉ là các bạn từ nào giờ không có để ý và không có cái ý thức, cũng như không có cái kiến thức trong cái việc xây nó lên như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Giả sử nè, đằng nào chúng ta cũng nói với nhau một cái câu nào đó, giả sử như là cơm chưa nấu chẳng hạn, thì nếu như các bạn có kiến thức và các bạn muốn xây, thì các bạn biết cái cách nói ra như thế nào để ông chồng không tức giận tại vì ông đang đói bụng mà cơm chưa nấu, mà thay vì đó chúng ta lại hành xử và nói một cái câu khác, nó làm cho ông chồng cảm giác tức giận, và rồi cái nhỏ nó biến thành lớn, lớn nó vỡ, nó làm vỡ ra, trong khi đúng ra là lớn biến nhỏ, nhỏ biến không. Trong khi Hồng Kông phải có đó, chuyện nhỏ thì xé ra cho lớn, mà phụ nữ là hay vậy lắm nha. Phụ nữ là cứ chuyện nhỏ rồi cứ lôi ra trong quá khứ, lôi ra xé ra làm cho nó thành cái big deal, ồn ào lên. Tự nhiên đang ngồi hồi nghĩ gì tức giận cái lôi ra cái nói hồi tức giận thiệt luôn, là phụ nữ hay vậy. Cho nên là ở trong những cái hành xử chúng ta, đằng nào chúng ta cũng có những cái chúng ta phải làm, nhưng mà nếu có kiến thức chúng ta sẽ làm một cái thái độ đúng, chúng ta nói ra đúng cách, chúng ta hành xử đúng nhất, thì nó thành cái gọi là xây cái hạnh phúc. Nhưng mà nếu không thì nó làm hư cái hạnh phúc. Nó chỉ khác nhau ở chỗ này nè, biết mà không biết mà thôi, nó nằm cho đó. Chứ không phải là em phải học thành một cái bằng tiến sĩ tâm lý, hoặc là một chuyên gia về tình cảm, hay là một người có một sự uyên bác về tình cảm thì em mới được hạnh phúc nào. Bây giờ nếu mà mình hỏi các bạn, bây giờ đi thống kê ngẫu nhiên hỏi các bạn
Nếu mà các bạn tự chấm điểm mình về kiến thức về tình cảm và kết quả tình cảm, cái kết quả tình cảm nó thể hiện cái kiến thức của bạn đang có, tức là bạn hạnh phúc được bao nhiêu, nó thể hiện cái kiến thức của bạn đang có, thì tự cho mình bao nhiêu điểm. Đấy, tự cho mình bao nhiêu điểm bạn biết ngay nó gì đó. Thì đó là cái câu trả lời của anh cho em trong cái câu hỏi mà làm sao bây giờ chỉnh sửa cái hôn nhân của mình. Bây giờ nếu mà chỉnh sửa không được, nó đi tới cái mức mà ung thư thời kỳ thứ tư thứ năm rồi đó, thì mình làm sao để đến một cái mối quan hệ mới. Thì đó là cái cách em nha. Và ở trong hôn nhân, nếu mà em đưa ra chi tiết, anh có thể anh sẽ đưa ra cho em cái câu trả lời chi tiết hơn. Nhưng mà nếu nó không có thì anh chỉ cho em là cái định hướng. Và thú thật các bạn, trả lời về hôn nhân, các bạn ngồi học 3 tiếng đồng hồ chưa chắc các bạn đã biết chi tiết. Nhưng mà các bạn có thể biết đủ để có thể có những cái đủ để có thể là xây được cái hôn nhân của mình rồi đó. Thì ở trong cái lớp học bootcamp ở Hồ Tràm á, bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ kỳ này chúng ta có 3 ngày 2 đêm. Nó hơn cái kỳ trước nguyên hẳn một ngày 24 tiếng. Trong đó các bạn sẽ được hẳn khoảng chừng độ 3 tiếng đồng hồ chuyên về tiền hôn nhân và hôn nhân. Tiền hôn nhân thì nó ngắn lắm. Ok. Có nguyên cái phần hôn nhân và nó có cái phần hành xử luôn cho các bạn. Thì trong hành xử nó cũng sẽ có hành xử trong hôn nhân và trong quan hệ tình cảm, tức là quá trình hẹn hò. Thì các bạn sẽ học được nhiều ở trong cái phần đó. Còn ở trong cái buổi mà học ngày 15 tháng 7 ở Hà Nội và 22 tháng 7 ở Sài Gòn, học nguyên một ngày khoảng 7 tiếng đồng hồ, trong đó có ăn trưa 1 tiếng, sẽ không có nghỉ trưa nha. Không có cái trò ăn xong anh cho em ngủ 2 tiếng đồng hồ. Ngủ tốn thời gian công sức chạy lại đó, tốn tiền đi học, người ta làm dựng ra, người người dạy thì bay từ Mỹ về, ekip tổ chức thì người ở Hà Nội ra, người ở Sài Gòn vào tỉnh lên, những người trợ giảng người ta bu lại dựng cả một cái chương trình lên, thuê mướn cái hội trường. Tự nhiên thôi cho em ngủ 1 tiếng đồng hồ vậy em học tiếp. Trời đất ơi, nó lãng phí. Ăn xong quay lại học tiếp. Các bạn sẽ học được nhiều nhất mà các bạn có thể học trong một ngày về nguyên cái lộ trình tình cảm, từ lúc bắt đầu một người đàn ông đến với mình cho tới cái hôn nhân. Ngày hôm đó các bạn sẽ học được nhiều nhất. Do đó là để cho trả lời luôn các bạn là nội dung nó gồm những gì á nha. Cơ bản các bạn sẽ học được cái cảm giác yêu xảy ra như thế nào, làm sao để người đàn ông người ta xây cảm giác yêu của người ta, mình hiểu cái lộ trình nó đi như thế nào, mình không bị lạc, và mình biết những cái nhóm hành xử thế nào để bê để cái lộ trình đi đúng, để người ta fall in love với mình. Sau khi người ta fall in love với mình thì mình đến cái hôn nhân nó đúng cách, có cái tình yêu khi đến hôn nhân, và sau đó mình làm sao để xây cái cuộc sống hôn nhân nó được hạnh phúc. Tại vì trong cuộc sống hôn nhân nó sẽ có một chút xíu nó khác ở trong cái phần xây cảm giác yêu, và rủi mà nó có cái gì không may xảy ra chúng ta phải chỉnh sửa như thế nào. Thì đó là cái các bạn sẽ học ở trong những cái lớp đó, và trong cái bootcamp thì bạn học được nhiều hơn và chi tiết hơn, nó có trải nghiệm, nó có nhiều thứ hơn. Và các bạn học được về trong bootcamp thì các bạn học thêm được, ngoài cái việc các bạn học chi tiết đó, các bạn học được hơn về yêu thương bản thân, các bạn hiểu hơn về cái chủ đề về tình dục, các bạn học được chi tiết, các bạn học được về cái oral sex, cái vị trí của tình dục nó nằm như thế nào, chỗ đâu, các bạn được nhiều thứ hơn, các bạn hiểu hơn về Romeo, các bạn biết được cái cách nghĩ người đàn ông như thế nào. Đó là những cái các bạn học được ở trong bootcamp, nó rộng hơn, nó cũng sâu hơn, nó chi tiết hơn, và nó có cái trải nghiệm và nó có cái cảm xúc. Trải nghiệm và cảm xúc nó tạo ra cho bạn cái động lực trong việc thay đổi nhiều hơn là ngồi học lý thuyết. Do đó nếu các bạn học online các bạn chỉ được cái phần kiến thức khô, các bạn học offline các bạn học được cái phần chi tiết hơn, có chút động lực. Nếu các bạn đi cái bootcamp, tức là khi mà bootcamp là một cái trại, có nghĩa là tay chân bạn nó sẽ bị ướt, các bạn phải nhúng nước, các bạn phải nhào vô các bạn làm, thì các bạn được cái gọi là trải nghiệm và cảm xúc, từ đó nó dẫn tới các bạn tới sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Thì rồi các bạn nào quan tâm tới ba cái lớp, hai cái lớp học bằng bootcamp đó tháng 7 này, để số điện thoại vô ha. Thế quay lại coi mấy giờ còn trả lời được câu nào nữa không, cho một câu. Oh, wow. 11:07 tức là bên Việt Nam mình là 10:07 đêm. Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn gì nữa ta? Share giúp mình share cái livestream này lên tường ha. Share nhiều lên, share càng nhiều càng tốt. Thác bạn vô, thác mấy người bạn mình vô để giúp cho họ thấy được những cái mà có thể là quan tâm, quan trọng với họ. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi cái livestream này. Ngày đầu tháng 7 mình sẽ về Việt Nam rồi. Do đó là cái livestream này, xong cái livestream nữa hôm nay 19, 19 20 đúng không? Là 27 một cái nữa. 27 cái nữa thì khoảng ngày 3 một cái nữa. Có thể chỉ còn hai cái livestream nữa là mình sẽ về Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn ở Việt Nam. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi livestream này. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái đợt livestream khác, hay là ở trong những lớp học khi mình về Việt Nam, hoặc là những lớp online. Xin chào các bạn, mình là Coach Tuấn Lê.